Bạch Long Mã vì sao không muốn trở thành Bồ Tát mà lập tức nhảy xuống Hóa Long Trì sau khi đã lấy được kinh điển? Điều đáng ngạc nhiên là trong Tây Du Ký, Tiểu Bạch Long mặc dù không có sự hiện diện mạnh mẽ, nhưng cuối cùng khi đến được Tây Thiên lại được phong làm Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Kỳ lạ hơn nữa là mặc dù rất vui mừng sau khi được phong làm Bồ Tát, lại lập tức nhảy vào Hóa Long Trì. Tại sao nhân vật này lại phải làm như vậy? Làm Bồ Tát không phải tốt hơn sao? Rốt cuộc hậu quả gì sẽ xảy ra nếu Tiểu Bạch Long trở thành Bồ Tát thay vì nhảy xuống Hóa Long Trì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Bí ẩn về thân phận của Tiểu Bạch Long. Nếu bạn đã xem qua Tây Du Ký, chắc chắn sẽ ấn tượng với nhân vật Tiểu Bạch Long, người chăm chỉ chịu trách nhiệm chở đường tăng đến Tây Thiên. Sau khi đại nghiệp thỉnh kinh thành công, Tiểu Bạch Long được phong làm Bát Bộ Thiên Long Giảng Lực Bồ Tát. Sau khi hoàn thành công đức, đường tăng đã trở về đại đường, Tôn Ngộ Không cũng quay lại Hoa Quả Sơn. Ngay cả Chư Bát Giới và Sa Tăng cũng đều có nơi đi về, nhưng chỉ có lựa chọn của Tiểu Bạch Long thì khá kỳ lạ. Sau khi trở thành Bồ Tát, việc đầu tiên của anh là nhảy vào Hóa Long Trì ở Linh Sơn và ở lại nơi này. Tại sao Tiểu Bạch Long lại làm như vậy? Để giải thích điều này, chúng ta cần bắt đầu từ thân phận của Bạch Long. Tiểu Bạch Long là con trai thứ ba của Tây Hải Long Vương nên được gọi là Tam Thái Tử. Tuy nhiên, địa vị của Tam Thái Tử này không hề cao như mọi người tưởng tượng. Đầu tiên là trong bốn vị Long Vương, chỉ có Đông Hải Long Vương là thực sự thuộc dòng dõi rồng, có thân phận cao quý và thống trị bốn biển. Ba vị Long Vương còn lại tuy cũng được gọi là rồng, nhưng thực tế chỉ là thuộc hạ của Đông Hải Long Vương, không phải là dòng dõi rồng chân chính, mà chỉ là rồng cấp thấp. Trong thế giới của Tây Du Ký, thì rồng không phải là một sinh vật tối cao. Ngược lại, chúng trở thành thức ăn của các vị thần. Khi Tôn Ngộ Không gây rắc rối ở Thiên Cung, Ngọc Hoàng đã mời Như Lai Phật Tổ đến để giúp đỡ. Sau đó, để bày tỏ lòng biết ơn, Ngọc Hoàng lại làm tiệc mừng chiêu đãi Như Lai Phật Tổ bằng gan rồng và tủy phượng. Ngoài ra thì Kim Xí Điểu, một yêu quái tự xưng là chú của Như Lai Phật Tổ, lại có một sở thích kỳ lạ là thích ăn thịt rồng. Theo ghi chép trong kinh thư, Kim Xí Điểu trung bình mỗi ngày sẽ ăn 501 con rồng. Nhiều người thắc mắc rằng trên thế giới tại sao lại có nhiều rồng đến như vậy. Thông qua những ví dụ trên có thể thấy vị trí của loài rồng trong thế giới Tây Du Ký. Có lẽ ở mức độ nào đó, Tây Hải Long Vương thực ra không phải là một con rồng thật sự, mà chỉ là một con giao long bình thường. Vậy thì danh phận của Tam Thái Tử lại càng không quan trọng. Tây Hải Long Vương cũng không phải là người xem trọng tình cảm gia đình. Trong lòng ông, địa vị của Tam Thái Tử thậm chí còn không bằng một viên ngọc sáng. Trong nguyên tác Tây Du Ký, Tiểu Bạch Long vì đã gây hỏa hoạn làm cháy viên ngọc trong cung nên bị cha mình báo lên thiên đình. Ngọc Hoàng đã kết tội Tiểu Bạch Long về tội bất hiếu, không chỉ treo lên đánh 300 roi mà còn xử án tử hình chỉ vì một viên ngọc nhỏ nhoi. Dù đó có là thứ được Ngọc Hoàng ban tặng, nhưng với tư cách là một người cha, đáng lẽ ông cũng nên cố gắng cứu con của mình khỏi tội. Tuy nhiên, Tây Hải Long Vương lại trực tiếp báo cáo mà không hề để ý đến tình cha con. So sánh với Đông Hải Long Vương, sau khi con trai bị Na Cha lột da và rút gân, ông đã mạo hiểm vi phạm quy tắc thiên đình để gây lũ tại Trần Đường Quan. Sự chênh lệch này rất rõ ràng, nên mặc dù Tiểu Bạch Long là Tam Thái Tử của Long Vương, nhưng danh phận rồng là giả. Địa vị của một Tam Thái Tử cũng chỉ là hư ảo. Thêm vào đó, Tiểu Bạch Long còn bị kết án tử hình. Có thể nói hoàn cảnh lúc bấy giờ đã tệ đến mức không thể thảm hơn. May mắn thay, Bồ Tát Quan Thế Âm đã mở lời cầu xin với Ngọc Đế, nhờ đó mà Tiểu Bạch Long có cơ hội chuộc tội. Trong thời gian chờ đợi đường tăng, Tiểu Bạch Long đã hồi hướng về quá khứ của mình và trong lòng rất oán hận cha. Trong Tây Du Ký hậu truyện, Tiểu Bạch Long kiên quyết không chịu xuất quân cứu giúp khi ma binh Vô Thiên tấn công Tây Hải Long Vương. Cốt truyện này rất hợp lý, bởi nguyên nhân chính của quyết định ấy là những trải nghiệm của Tiểu Bạch Long. Sau khi thành công trong việc thu thập kinh điển, Tiểu Bạch Long đã ngay lập tức chọn nhảy vào Hóa Long Trì, đặt nền móng cho một âm mưu. Kết thúc của tác phẩm Tây Du Ký,
có phải ám chỉ đến sự thật đen tối trên con đường thu thập kinh điển? Tại sao trong năm thầy trò chỉ có Tiểu Bạch Long là mãi mãi ở lại Linh Sơn? Điều này liên quan đến một kế hoạch mà đã để lại khi thu phục Tiểu Bạch Long. Mối quan hệ giữa Tiểu Bạch Long và Bồ Tát Quan Thế Âm. Như chúng ta vừa nhắc đến, Tiểu Bạch Long mặc dù được gọi là Tam Thế Tử của Long Vương, nhưng thực chất thân phận và xuất thân lại rất đáng thương. Đặc biệt là khi bị Ngọc Đế tuyên án tử hình, việc sống sót trở thành một điều xa xỉ. Trong lúc Tiểu Bạch Long tuyệt vọng, Bồ Tát Quan Thế Âm đã xuất hiện và xin Ngọc Đế tha mạng cho Tiểu Bạch Long, nhưng với một điều kiện là phải cõng một vị hòa thượng đi Tây Thiên thu thập kinh điển. Điều đó tương đương với việc để Tiểu Bạch Long hóa thân thành ngựa. Đối với công việc này, Tiểu Bạch Long vô cùng phản kháng, vì suốt đoạn đường không thể sử dụng pháp lực, bản thân đã rất vất vả. Hơn nữa trên đường đi gặp phải nhiều khó khăn trở ngại, khi rất nhiều yêu ma quỷ quái cản đường. Ngay cả chưa bắt giới cũng nhiều lần muốn từ bỏ, đừng nói đến Tiểu Bạch Long với sức mạnh bình thường. Bồ Tát Quan Thế Âm hiểu được tâm tư của Tiểu Bạch Long, nhưng vì muốn sống sót, hắn chỉ còn cách đồng ý với Ngài. Do đó, khi Đường Tăng và các thầy trò thu phục Tiểu Bạch Long, Bồ Tát Quan Thế Âm đã lấy đi một thứ vô cùng quan trọng, chính là một viên minh châu trong cơ thể hắn. Viên minh châu này không phải là kỳ chân dị bảo, mà chính là nguồn gốc của tất cả công lực và pháp thuật của Tiểu Bạch Long, tức là thứ mà những người tu hành coi trọng nhất, nội đan. Nội đan là một tồn tại vô cùng quan trọng trong hệ thống tu tiên, đặc biệt đối với yêu quái, bởi đó là nguồn gốc sức mạnh của họ. Đặc biệt là vào những thời điểm nguy hiểm, họ thậm chí có thể dùng nội đan làm vũ khí để liều mạng và mang lại sức mạnh to lớn. Nguyên nhân Bồ Tát Quan Thế Âm lấy đi nội đan của Tiểu Bạch Long là để khiến Tiểu Bạch Long không còn suy nghĩ khác. Chỉ cần chăm chỉ chở Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Bởi khi mất đi nội đan, Tiểu Bạch Long khó có thể đứng vững ở nơi khác nếu rời khỏi đồng đội. Tất nhiên đây chỉ là biện pháp đề phòng, bởi Bồ Tát Quan Thế Âm tin rằng vào lúc này Tiểu Bạch Long không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Hơn nữa, Ngài đã hứa với Tiểu Bạch Long rằng chỉ cần suốt hành trình tận tâm tận lực, đến khi công đức hoàn thành sẽ tự nhiên đạt được thành quả. Sự can thiệp của Bồ Tát Quan Thế Âm thực sự đã phát huy tác dụng tốt, giúp Tiểu Bạch Long trở thành một con rồng thần thực sự. Suốt dọc đường, Tiểu Bạch Long luôn làm việc chăm chỉ không than vãn. Mặc dù rất ít khi ra trận đối đầu, nhưng hắn lại luôn có thể phát huy tác dụng trong những khoảnh khắc then chốt. Ví dụ như trong phần Hoàng Bảo Quái ở Bảo Tượng Quốc, khi đó Tôn Ngộ Không đã bị sư phụ đuổi đi, nên Tiểu Bạch Long phải hóa thân thành hình người và dùng sức mạnh hạn chế để giao chiến với yêu quái. Sau đó chính Tiểu Bạch Long đã thuyết phục Đường Tăng cho Tôn Ngộ Không quay trở lại, giúp cả nhóm không bị tan rã. Có thể nói, Tiểu Bạch Long đã thể hiện rất tốt trên con đường thu thập kinh điển. Nếu không có Tiểu Bạch Long thì đội ngũ có lẽ đã tan vỡ. Nhưng hắn cũng rất hiểu rằng trong năm thầy trò chỉ có bản thân mình là không có sự lựa chọn. Nếu không đi lấy kinh thì Tôn Ngộ Không đã quay về Hoa Quả Sơn. Đường Tăng chính là hiện thân của Kim Thiền Tử. Chứ bát giới thì có Cao Lão Trang, Sa Tăng cũng có thể sống vui vẻ bên dòng sông Lusa. Nhưng còn Tiểu Bạch Long thì sao? Hắn đã bị thiên đình từ chối, gia đình cũng đã trở thành kẻ thù, lại còn bị Bồ Tát thu mất nội đan, nên chỉ còn con đường đi lấy kinh. May mắn là trời xanh không phụ lòng người có ý chí, họ cuối cùng đã vượt qua khó khăn. Qua sự nỗ lực, thầy trò họ đã lấy được chân kinh và đều nhận được phần thưởng. Tuy nhiên, trong số phần thưởng được trao tặng lại có một cảnh rất khó hiểu xuất hiện. Phần thưởng của Tiểu Bạch Long lại cao hơn cả hai sư huynh. Trong nguyên tắc Tây Du Ký, kết thúc của bốn thầy trò Đường Tăng lại không vinh quang bằng Tiểu Bạch Long. Bạch Long cả chặng đường không nói một lời, nhưng cuối cùng lại trực tiếp thay đổi số phận, đứng đầu toàn bộ Long tộc. Tiểu Bạch Long thay đổi số phận. Đường Tăng vì tấm lòng thành kính hướng về Phật, kiến thức về Phật Pháp vô cùng sâu sắc, cộng thêm việc ông là kiếp sau của Kim Thiền Tử, nên được phong làm Chiên Đàn Công Đức Phật. Tôn Ngộ Không cũng nhờ những công lao to lớn mà được công nhận mạnh mẽ trong sức chiến đấu, vì thế được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật. So với đó, Trương Bát Giới và Sa Tăng thì có phần kém hơn nhiều. Trương Bát Giới vì tính ham ăn lười biếng, trên đường đi nhiều lần gần như vi phạm giới cấm sắc, thậm chí đã không ít lần muốn bỏ cuộc trở về nhà, nên chỉ được phong làm Tịnh Đàn Sứ Giả. Còn Sa Tăng, mặc dù làm việc chăm chỉ và không phản nàn, nhưng hầu như không có đóng góp lớn nào. Khi gặp khó khăn, chỉ biết kêu gọi hai vị sư huynh
nên cuối cùng chỉ nhận được danh hiệu Kim Thân La Hán. Điều đáng ngạc nhiên là Tiểu Bạch Long, mặc dù không có sự hiện diện mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại được phong làm Bát Độ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Mặc dù đây là cấp bậc thấp nhất trong số các Bồ Tát, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với Sứ Giả và La Hán. Tuy nhiên, điều mà Tiểu Bạch Long quan tâm không phải là danh hiệu Bồ Tát, mà ngược lại, hắn rất hài lòng với danh xưng của Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Bát Bộ Thiên Long đề cập đến có 8 bộ thần thủ hộ bảo vệ là Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kim Xí Điểu, Thần Na La, Ma Hầu La Già. Quảng Lực Bồ Tát của Bát Bộ Thiên Long chính là người phụ trách quản lý 8 bộ này. Trong đó, Rồng cũng bao gồm 4 vị Long Vương của Tứ Hải. Khi Tiểu Bạch Long bị cha bỏ rơi, hắn lòng đầy đau khổ và oán hận. Mặc dù trong hành trình thu thập kinh điển cảm xúc ấy dần dần phai nhạt, nhưng Tiểu Bạch Long vẫn luôn có ý nghĩ phải chứng minh được bản thân. Khi được phong làm Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát, Tiểu Bạch Long đã vượt qua cả cha mình và Long Vương Đông Hải. Cảm xúc này thực sự rất thoải mái. Sau khi nghe ban thưởng, Tiểu Bạch Long vốn rất vui mừng, nhưng khi nhìn về phía Bồ Tát Quan Thế Âm, phát hiện ra Bồ Tát hoàn toàn không nhìn cậu. Tiểu Bạch Long nhìn Bồ Tát Quan Thế Âm muốn xin lại nội đan, nhưng phản ứng của Bồ Tát khiến cậu nhận ra Bồ Tát không có ý định trả lại cho hắn. Lý do thì Tiểu Bạch Long cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Bạch Long quyết định nhảy vào Hóa Long Chỉ ở Linh Sơn. Hành động này của Tiểu Bạch Long chắc chắn là một quyết định khôn ngoan, bởi vì không có nội đan, dù hắn có trở thành Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát thì sức mạnh cũng rất yếu kém. Hơn nữa, vị thế của Rồng vốn đã yếu. Với sức mạnh như vậy, khi ra ngoài cũng không thể tránh khỏi việc trở thành bữa tiệc của những vị thần mạnh mẽ. Nên Tiểu Bạch Long đã nhảy thẳng vào Hóa Long Trì. Qua Hóa Long Trì, từ thân hình nhỏ bé ban đầu, hắn đã ngay lập tức tiến hóa thành một con thần long thực thụ. Sau khi trở thành thần long, sức mạnh của Tiểu Bạch Long đã ngay lập tức trở nên mạnh mẽ. Nhưng cũng vì lý do này, trong trường hợp không được triệu tập thì Tiểu Bạch Long khó có thể rời khỏi Linh Sơn, chỉ có thể là một thần thú của Linh Sơn. Cần nói thêm về Hóa Long Trì, nơi này vốn chứa nước tiểu của các vị thần long. Đối với các sinh linh bình thường có tác dụng hóa thân thành rồng, còn với long tộc thì có thể giúp thăng hạn. Như đã đề cập ở video, Kim Xí Điểu mỗi ngày ăn hơn 500 con rồng chính là những con rồng được thuần hóa từ Hóa Long Trì. Nếu Tiểu Bạch Long không nhảy vào Hóa Long Trì, có thể cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận trở thành thức ăn. Có sự che chở của Phật Tổ nên không còn sợ hãi Kim Xí Điểu nữa. Có thể nói rằng Tiểu Bạch Long đã chịu đựng nhọc nhằn và trung thành cùng Đường Tăng trong suốt quãng đường thỉnh kinh, nên có thể xem như đã hoàn thành công đức. Vì vậy, phần thưởng trên là hoàn toàn xứng đáng. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.